Xin chào các bạn, hiện tại thì đội khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato thì đang trên đường đến EAK Nớp Đắk Lắk để khảo sát thiết kế nhà cho anh Tùng. Sau đây xin mời các bạn theo dõi cung đường đến nhà anh Tùng ở Đắk Lắk. Đây là hiện trạng khung đất của gia đình chú Tùng tại tại huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Thì hiện tại thì khung đất này là có sẵn một ngôi nhà của chú. Thì sau này thì chú muốn đập bỏ hoàn toàn ngôi nhà này và xây dựng một ngôi nhà mới, một ngôi nhà có gác lửng mái thái hai sảnh như thế này. Hướng chính của ngôi nhà thì sau này thì sẽ quay sang hướng 29 độ đông bắc. Khung đất này thì có diện tích là chiều ngang là 16,5 m và chiều sâu là khoảng tầm hơn 52 m. Còn vị trí xây dựng ngôi nhà thì chú muốn xây trên hiện trạng ngôi nhà cũ này, với chiều ngang thì khoảng tầm 8,5 m và chiều dài ngôi nhà tính cả phần sảnh thì khoảng 15 m. Còn vị trí đặt thì sẽ đặt sát ranh ở phía trên này, chừa ra khoảng tầm 0,5 đến 0,6 m. Còn sảnh chính theo yêu cầu của chú thì tối thiểu thì khoảng phải đạt được chiều rộng 2 m. Còn phía sau ngôi nhà này thì sẽ có một cái giếng có sẵn của trên hiện trạng nhà cũ, cho nên phương án sau này vị trí đặt ngôi nhà thì chú chỉ muốn đặt từ vị trí giếng này đặt lên. Còn phía trước 4 m này là ranh quy hoạch cho nên cũng không thể lấn. Còn về chiều ngang tổng thể thì chỉ tối đa tầm 11,5 m thôi, còn phía bên này thì sẽ chưa lại để sau này chú ô tô chạy ra phía sau. Về công năng ngôi nhà thì tầng 1 thì sẽ gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ, trong đó thì sẽ có một phòng ngủ master có vệ sinh khép kín, một phòng bếp ăn và một vệ sinh chung. Thì khu vực của phòng khách này sẽ là khu vực thông tầng. Còn tầng lửng thì sẽ có một phòng thờ, hai phòng ngủ và một vệ sinh chung. Còn hiện tại thì khung đất này thì là đất khu vực Tây Nguyên, cho nên nền đất rất là cứng. Cốt đất tự nhiên thì đang thấp hơn đường phía trước này 0,4 m. Còn đây là một kiểu nhà mà còn điện thì có sẵn ở phía trước này. Còn toàn bộ nước sinh hoạt như bờ phốt thì sau này chú sẽ đào ở phía sau của khung đất. Còn đây là một kiểu nhà mà chú thích, một ngôi nhà gác lửng mái thái hai sảnh. Phía bên tay phải này thì sẽ là khu vực ở dưới là phòng ngủ, phía trên này sẽ là một phòng thờ. Còn lại về hình khối thì giống như thế này.